Ngày tháng nào đã xa đi khi ta còn ngồi lại, cuộc tình nào đã xa khơi ta còn mãi nơi đây, từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ. Ôi những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa. Vâng, và chào bác quay trở lại kênh YouTube Bờ Radio. Ngày hôm nay thì em có về thêm một sản phẩm, đó là bộ đó là chiếc âm ly đa tính năng đèn đông DR100. Thì như các bác biết trước đây rằng đây là một chiếc âm ly nhạc số rất là hay và rất là nhiều tính năng hay ho. Em có thể kể qua một vài tính năng cơ bản cho các bác tham khảo, như là chúng ta có thể chơi được Bluetooth này, AirPlay này, USB này, có app đèn đông remote này, rồi có đường quang in, hai đường quang in để nối từ TV xuống, hai đường analog in để các bác nối những đầu CD hay là đầu giải mã vào, và chúng ta có thêm một đường sub out để các bác nối thêm loa sub, thậm chí là các bác nó có thêm một đường là đường line out để các bác có thể lấy tín hiệu out ra xuống một thiết bị khác đó. Nói chung là rất nhiều tính năng hay trên thiết bị này, và con này sử dụng điện 100V. Mức giá ở Việt Nam đang bán đâu đó khoảng tầm 19 triệu và đây là hàng xách tay điện 100V, và mức giá sẽ ăn rẻ hơn rất là nhiều, nó chỉ 13 triệu các bác nhá. Ngày hôm nay thì em phối ghép ở đây thì với lại một chiếc một cặp loa Sony SS-CS5. Thì lý do vì sao em lại ghép với cặp loa này, bởi vì là một thứ nhất là nó cùng tông màu. Cái thứ hai là đây là một cặp loa đạt chuẩn Hi-Res Audio, và cái âm ly này cũng là âm ly đạt chuẩn Hi-Res Audio. Thì em xin nhắc lại một chút rằng các bác cũng biết rằng thông số về Hi-Res Audio là một thông số về nhạc số, nó chuyên cho những thiết bị nhạc số đó. Cho nên là những thiết bị mà đạt được những tiêu chuẩn đó đều là những thiết bị về để đạt những tiêu chuẩn để chơi nhạc số, nhạc digital đó. Thì do đó là em đã chọn cái cặp Sony SS-CS5 này, và tất cả hai cái thiết bị này đều là hàng full box. Do đó là về cái hình thức ấy thì nó rất đẹp các bác nhá. Hình thức rất đẹp, do đó là về hình thức các bác yên tâm khi mua hàng nhà em. Đối với combo này, phải mức giá đối với cặp loa là 5 triệu và đối với âm ly là 13 triệu. Do đó là tổng cái combo này sẽ là 18 triệu. Đó. Do đó là các bác mà khi mà mua hàng thì các bác có thể lựa chọn cho mình những cặp loa ưng ý nhất. Thì đây là một cặp loa công suất khá là cao, khoảng 100W một bên loa. Đó. Thì bây giờ em sẽ quay cận cảnh cho các bác xem trước khi em làm một cái video, một cái phần đoạn test cho các bác. Trước tiên là các bác sẽ tham khảo cho em cái phần âm ly trước các bác nhá, âm ly trước này. Âm ly thì các bác có thể nhìn thấy ở phần trên của nó, chúng ta có một ốp và một tấm nhôm rất lớn. Và cái này thì được mạ bằng một cái gì tấm em không biết là vật liệu gì, nhưng bằng nhôm nguyên khối rất lớn. Ở giữa thì có một cái logo của đèn ông. Ở mặt trước thì các bác có thể nhìn thấy rằng chúng ta có một đây, màn hình hiển thị này, LCD trắng đen, có một nút điều hướng cảm ứng này, play, select, rồi nút volume. Đó, ở đây có đường USB con này thì đọc dưới WMA các bạn, em không nhớ không nhầm. Và đường con này có thể một đường tai phone nhé. Đường phone này cho nó có thể sử dụng một cái, như một cái arm cho một cái tai phone chuyên dụng. Tức là các bác có sử dụng những cái tai phone đầu chuyên dụng chất lượng cao thì các bác có thể sử dụng qua đường này. Đối với những bác mà chơi tai phone, bởi vì em đã bán nó cũng tới khoảng tầm 3-4 khách, là những khách mà khá là trẻ, và các bác ấy đã là những người mà có những cái trải nghiệm, tức là các bác những người sưu tầm tai phone mà chơi những dòng tai phone chuyên dụng, những tai phone kiểu tai phone phòng thu ấy ạ. Đó, mà người ta nghe nhạc kiểu tai phone nó cảm nhận nó sẽ khác. Ok. Thì rất là nhiều tính năng hay ho. Và cặp loa, đây là cặp loa Sony SS5 với hình thức là full box nha. Các bác nhìn nhá, đây là cả loa và âm ly đều là full box, em để hộp ở đây. Và chúng ta sẽ tham khảo ở mặt trước. Đây là một cặp loa 3 đường tiếng với giải chép, giải mid và giải bass. Bass con này đâu khoảng tầm 12 cm, khoảng 12 đến 14 cm, và mid khoảng tầm 2,5 và siêu chép khoảng tầm 1,5 cm. Đó, các bác nhìn rõ không ạ? Ok. Và cái đo của nó khá giống đo của con màng loa của con Sony HA3 hay là HA1. Đấy. Ok. Và chúng ta sẽ quay tiếp mặt sau của cái loa này. Loa này thì có một lỗ thông hơi ở giữa. Thông hơi ở giữa đây, các bác chờ một chút. Thông hơi ở giữa và có một cái rắc bắp chuối mạ vàng tiêu chuẩn. Con này thì có công suất là 100W, mà trở kháng là 6 ohm. Đó. Và con này, cặp loa này được sản xuất tại Malaysia các bác nhé, Malaysia. Đây là hàng xuất tại từ Nhật về. Đấy. Về âm ly, các bác chờ một chút, em sẽ quay âm ly các bác luôn.
Âm ly thì cái này thì em quay khá là nhiều rồi, hôm nay em nhìn mình sẽ quay lại các bác xem một chút, do thì góc quay nó hơi hẹp. Âm ly các bác nhìn rõ không ạ? Bây giờ tháo camera để em quay các bác. Ok, âm ly thì các bác có thể quan sát ở đây chúng ta có một cái rác bóc chuối này, mạ vàng rồi, điện 100V này. Con này là có một đường sub out này, rồi một đường ở dưới đây các bác nhìn rõ, đường đây là đường line out này, một cái đường network để cắm riêng mạng, có hai đường optical luôn, đúng không ạ? Đây hai đường optical và đường coaxial, và đây có một đường là đường line in để các bác cắm đâu rẻ mã hay là đầu DAC vào, đầu DAC vào. Đây là hai anten của bắt AMF, hai anten để bắt Bluetooth. Ok, thì ngay bây giờ sẽ mời các bác lắng nghe cái chất âm test đến từ cái combo này. Thì thực ra đây là một cái hộp số rất là hợp lý và vừa phải tiền. Có rất nhiều cái đô la em thường ghép với chiếc DLM100 này rồi. Nhưng mà đây là một trong những chiếc mà cặp loa mà em nghĩ là nó rất là phù hợp. Cái phù hợp thứ nhất là công suất rất là ok trong phòng khoảng tầm 30m². Đây là công suất. Cái phù hợp thứ hai là nó có thể cho các bác những cái trải nghiệm âm thanh nhạc số tốt nhất và hợp lý nhất để các bác sử dụng, và cũng như là đưa đến các bác những cái mức giá vừa phải để các bác có thể 100W như thế này thì các bác có thể sử dụng trong phòng khách các bác được rồi. Đấy, rất là hay và tuyệt vời. Ok, bây giờ em sẽ mời các bác lắng nghe tiếp đến cái combo nhạc số này. Đôi khi bên bờ vực sâu, còn thấy gì sáng mai kia, thôi ta còn bạn bè, giọt rượu nào mãi chua cay trong tình vẫn u mê. Từ một ngày tình ta như núi rừng cúi đầu, buồn rơi đầu, nhìn lại mình đời đã xanh rêu, ôi tiếng buồn rơi đầu, nhìn lại mình